Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên thì Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với Thanh Nhẫn và kênh Tin Nóng Đất Việt trong suốt thời gian dài vừa qua. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thời sự nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Phạt tù, tước giấy phép vĩnh viễn tài xế vi phạm nồng độ cồn mức cao. Thưa quý vị, hơn 2 năm kể từ khi luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 được thông qua, mức phạt đối với vi phạm nồng độ cồn còn nâng cao hơn, đã góp phần khiến nhiều tài xế thay đổi thói quen uống rượu bia khi tham gia giao thông. Cụ thể, theo Nghị định 100, tùy vào loại phương tiện điều khiển, ô tô xe máy, cũng như nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở mà người vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 2 đến 40 triệu đồng. Thời gian tước quyền sử dụng bằng lái xe từ 10 tháng đến 24 tháng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tai nạn giao thông trong thời gian qua đã giảm sâu cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy được kéo giảm, song tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn là vấn đề bức xúc hiện nay. Điều đáng nói là trong số người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe còn có cả cán bộ, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước. Gần đây nhất ngày 2 tháng 6, lái xe Nguyễn Đức Thịnh điều khiển xe Audi biển kiểm soát 98A49944 chạy với tốc độ cao trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Khi qua ngã tư giao cắt với đường Hùng Vương đã đâm vào xe mô tô khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ. Lái xe Nguyễn Đức Thịnh vừa mới chuyển từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang đến Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang công tác hơn một tháng nay. Khi lái xe này về dự tiệc liên hoan chia tay cơ quan cũ thì xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm nói trên. Điều tra sau tai nạn, cảnh sát xác định lái xe này chạy xe trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn đo được cao gấp 1,5 lần mức xử lý vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100. Có thể kể thêm, tại Bắc Giang, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Còn theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hiện có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu bia, và con số này đang có xu hướng gia tăng. Thực trạng đặt ra vấn đề, một mặt cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100, qua đó tiếp tục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 100. Mặt khác, chúng ta cần tính đến biện pháp mạnh tay hơn với tài xế vi phạm nồng độ cồn, nhất là những người vi phạm ở mức cao để đảm bảo tính răn đe. Hay biện pháp nên được nghiên cứu xem xét áp dụng là phạt tù, tước giấy phép vĩnh viễn với lái xe vi phạm nồng độ cồn mức cao. Nhìn ra thế giới, nhiều nước đã phạt tù hành vi vi phạm nồng độ cồn mức cao hoặc đưa ra các chế tài rất nghiêm khắc. Đơn cử theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản, luật pháp nước này quy định những người lái xe có nồng độ cồn vượt ngưỡng 0,25mg trên 1 lít khí thở sẽ bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền đến 500.000 yên, tương đương 100 triệu đồng Việt Nam. Đồng thời bị phạt 13 điểm, lái xe bị phạt 15 điểm thì sẽ bị thu hồi bằng lái. Đối với những người lái xe trong lúc say hay lái xe trong tình trạng say rượu không làm chủ hoặc năng lực hành vi như đi đứng loạng choạng và nói năng lung tung, thì bất kể người lái xe đó uống bao nhiêu rượu bia, họ sẽ bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền đến 1 triệu yên, tương đương với hơn 200 triệu đồng Việt Nam, đồng thời bị phạt 35 điểm. Cũng tại Nhật Bản, tài xế sau khi sử dụng đồ uống có cồn và gây tai nạn, thương vong, sẽ bị kết tội lái xe nguy hiểm gây thương vong, bị phạt tù đến 15 năm nếu có người bị thương, hoặc phạt tù đến 20 năm nếu có người bị tử vong. Còn ở Singapore, việc xử phạt sẽ dựa vào từng vụ việc. Các mức phạt sẽ được quy định dựa trên hai yếu tố, đó là sự nguy hiểm của hành vi và nồng độ cồn của lái xe. Những lỗi nặng nhất sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đối diện với các hình phạt tù và lao động công ích. Ở Anh Quốc, tài xế chưa điều khiển phương tiện, song nếu cảnh sát phát hiện ra có nồng độ cồn vượt mức cho phép thì vẫn bị xử phạt. Tình trạng ma men sau tay lái ở Việt Nam tồn tại nhức nhối nhiều năm nay, và như đã nói trên, Nghị định 100 đưa ra mức xử phạt khá nặng, song số trường hợp vi phạm qua phát hiện của cơ quan chức năng vẫn rất lớn, đó là không tính những trường hợp chưa bị lộ. Hồi đầu tháng 6, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn phạt tù tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Theo vị đại diện văn phòng ủy ban, nên xem xét truy tố trách nhiệm hình sự với những hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi chủ thể chưa gây hậu quả. Cùng với đó, mức phạt hành chính nên được điều chỉnh tăng theo mức độ vi phạm. Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do lái xe vi phạm nồng độ cồn, chúng tôi cho rằng kiến nghị của văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là cần thiết và nên sớm được triển khai.
chung tay quét sạch COVID-19. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến thể Omicron với các nhánh phụ BA2, BA2.3, BA2.3.2 và biến thể phụ BA5 đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta, nên người dân không thể chủ quan, lơ là với COVID-19. Theo nhận định của các chuyên gia, đại dịch COVID-19 trên thế giới đang xảy ra hai tình huống. Đó là virus corona có sự tiến hóa nhưng ít nghiêm trọng, hoặc có thể xuất hiện biến thể mới, có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine và gây lây lan trên diện rộng, khiến số ca tử vong tăng lên. Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2022, thế giới có khoảng 6,4 triệu ca tử vong, 36.016 ca diễn biến nặng. Riêng số ca nhiễm trong ngày này trên toàn thế giới đã tăng 234.175 ca, trong đó châu Âu tăng 45.304 ca, Bắc Mỹ tăng 27.707 ca, châu Á tăng 45.304 ca. Cùng thời điểm này, ở trong nước đã ghi nhận 748 ca nhiễm mới, tăng 228 ca so với ngày trước đó. Theo thống kê, Việt Nam đã tiêm được 226.353.355 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là tâm lý người dân đang rất thờ ơ với công tác phòng chống dịch. Không ít trường hợp coi thường tiêm vaccine và nhiều gia đình tìm cách né tránh việc tiêm chủng cho con em mình. Sau khi nước ta trở lại trạng thái bình thường mới trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trở lại, thì tâm lý chủ quan đã xuất hiện trong nhân dân. Mọi người không còn quan tâm đến việc đeo khẩu trang khi ra đường, không giữ khoảng cách nơi công cộng, không sát trùng khử khuẩn. Đặc biệt, dịch COVID-19 không còn xa lạ là vấn đề thời sự nóng bỏng trong đời sống xã hội như trước. Ai cũng xem COVID-19 chỉ là căn bệnh thông thường, và trong suy nghĩ của không ít người, coronavirus đã biến mất khỏi Việt Nam. Đây là một góc nhìn hết sức sai lầm, bởi tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến rất khó lường. Nhiều quốc gia, làn sóng tái dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại. Ví dụ như Israel ghi nhận hơn 10.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Còn ở Ireland, số ca mắc COVID-19 và nhập viện đã tăng hơn 30% so với tuần trước, khiến hệ thống y tế của quốc gia này rơi vào trạng thái quá tải. Ấn Độ đã ghi nhận trên 13.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày. Các phân tích nêu trên cho thấy, đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp hơn. Ở trong nước, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ lây lan trở lại, hoặc có thể COVID-19 với các biến chủng mới xâm nhập từ bên ngoài vào là rất lớn. Do đó, chúng ta phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương. Phải thực hiện việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 và các mũi nhắc lại theo đúng quy trình. Tiêm và bao phủ vaccine ngừa COVID-19 chính là một trong hai điều kiện để Việt Nam đạt tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Khi đã đạt tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng thì lúc đó chúng ta mới có thể kết luận COVID-19 đã biến mất ở Việt Nam. Vì vậy, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tối ưu nhất trong bối cảnh hiện nay. Để các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tiêm chủng thì công tác tuyên truyền vận động đóng vai trò rất quan trọng. Đồng thời, ngành y tế chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về tiêm vaccine, các mũi tăng cường và cho các nhóm đối tượng khác nhau để cả nước chung tay góp sức sớm quét sạch COVID-19. Đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách. Thưa quý vị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ, một bộ phận đảng viên chưa gương mẫu, sống thực dụng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 5 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo nghị quyết, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, cơ sở được nâng lên. Những kết quả đạt được vừa qua có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, giảm niềm tin của nhân dân với đảng. Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút, chưa gương mẫu, sống thực dụng, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm nguyên tắc kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém nêu trên chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo,
quản lý chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Một số tổ chức cơ sở đảng buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc được diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, chưa làm tốt công tác quản lý kiểm tra, giám sát đảng viên, chưa thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trung ương, yêu cầu đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tự soi tự sửa, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. Trung ương yêu cầu cấp ủy cơ sở phải làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên kiểm tra chi bộ, đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên của chi bộ. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm vi phạm. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực, cũng như kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm vi phạm. Thường xuyên ra soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng, đảng viên vi phạm quy định kỷ luật của đảng, pháp luật nhà nước, đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Coi trọng sự tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện điều lệ đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đối với tổ chức cơ sở đảng, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Khởi tố bắt tạm giam hai nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng, cả hai đều là nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilafma, phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo quyết định khởi tố vụ án ngày 11 tháng 8 năm 2021 và phạm tội rửa tiền theo quyết định bổ sung ngày 6 tháng 1 năm 2022. Căn cứ kết quả điều tra ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1960, ở thành phố Lào Cai, nguyên thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Apatit Việt Nam. Cũng ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm ông Nguyễn Thanh Dương, 63 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Hưng, 62 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Mai Đình Định, 61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, ông Phan Văn Cương, 60 tuổi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Những bị can này được xác định liên quan đến vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lilama do ông Nguyễn Mạnh Thừa làm giám đốc. Hiện các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai điều tra mở rộng vụ án.